Thế giới công nghệ Hojin xin kính chào tất cả anh em. Hiện tại trên tay mình là một bộ sản phẩm TV Box. Thì cái bộ này có cái mã model đó là TX3 Mini. Đây là một bộ TV Box có một cái giá thành rẻ nhưng mà hiệu năng hoạt động này cực kỳ tốt, đang rất là được ưa chuộng trên thị trường. Thì bên mình đã về được một ít và sẽ bóc hộp cũng như là hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn nhé. Xem bên trong nó có gì. Đây là đầu thu của nó anh em ạ. Nhìn khá là xịn, mình cầm mình có cảm giác là chắc tay hơn so với những cái sản phẩm giá cao tiền ấy, rất là đầm. Đây, sử dụng RAM 2 và lo là 16, Android 8.1. Đây là một cái bộ TV, nếu như anh em sử dụng các cái chức năng cơ bản chỉ để xem màn hình, chuyển đổi từ TV thường thường thành Smart TV ấy, thì anh em sử dụng cái bộ này rất là hợp lý vì đầy đủ các ứng dụng luôn. Vì sử dụng Android 8.1 cũng khá là cao, mà đặc biệt là giá thành cũng rất là tốt. Đây là các cái phụ kiện đi kèm, nguồn này, điều khiển này, dây HDMI và một cái dây hướng dẫn sử dụng kết nối. Ok, đây là đầy đủ tất cả những cái gì phụ kiện ở bên trong cái hộp này của nó rồi. Thì đây được đánh giá là một trong những cái bộ TV Box khá là tốt, bởi vì là mình cũng nghe khá là nhiều ý kiến phản hồi của anh em về cái chiếc TV Box giá rẻ này. Đây sẽ có một khe cắm thẻ nhớ này, hai cổng USB để chúng ta có thể cắm chuột hoặc là bàn phím vào để điều khiển luôn nếu như chúng ta không dùng điều khiển. Đây một jack AV. Đối với những cái loại TV ngày xưa ấy, đời chưa có HDMI ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái jack AV này, một cổng này ra âm thanh và ra hình ảnh luôn. Thì jack này cũng là một jack 3.5, chúng ta cắm vào đây cũng ra một cái đầu âm thanh được luôn. Ngoài ra thì ở đây sẽ có một cái cổng quang, cổng âm thanh quang ở đây thì cho cái chất lượng âm thanh tốt hơn, nhưng mà thực ra mình dùng cái này thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều, vì mua thêm cổng chuyển quang chúng ta sẽ mất thêm nhiều tiền đấy, khá khá. Đây là jack cắm mạng này, HDMI, và đây là nguồn. Bên này không có gì. Ok, và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách cài đặt cũng như là thực hiện luôn thao tác ở trên máy tính, trên một cái màn hình, cho anh em xem là thực tế cái sản phẩm TV Box này nó sẽ như thế nào nhé. Mình sẽ tiến hành là kết nối cái TV Box này cho anh em xem luôn nhé. TV Box đây, đây là nguồn. Mình sẽ cắm dây nguồn vào trước để cho anh em có thể là xem trực quan hơn về cái TV Box này. Thì mình sẽ test luôn trên cái màn hình máy tính ở đây. Nó sẽ cắm rồi. Sau đó cắm dây HDMI nhé. Anh em lưu ý vì cái này nó chỉ có cổng HDMI nên là chúng ta phải, nếu như jack VGA chúng ta phải mua jack chuyển đổi. Còn đi theo nó sẽ có sẵn một dây HDMI như thế này rồi. Đó, trên màn hình nó đã hiện lên hiển thị lên rồi. Ok, anh em có thể thấy rõ. Ở phía hông này thì nó sẽ có một cái jack, hai cái cổng kết nối USB để chúng ta cắm chuột và bàn phím. Ngoài ra đây có một cái khe cắm thẻ này. Còn ở phía sau lưng này anh em có thể cắm mạng LAN nếu như chúng ta không kết nối Wi-Fi, hoặc là chúng ta sẽ cắm cổng dây quang vào đây, cổng âm thanh quang ở đây. Ở đây thì mình sẽ dùng cái jack 3.5, jack AV này nhé, vì mình không có cái cổng quang ở đây. Quang thì mình để bên này. AUX mode. Đó, loa thì mình để bên này rồi nha các bạn nha. Đó, mình sẽ cắm một cái loa ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ thử kết nối và xem một số cái chức năng của nó nhé. Đây điều khiển. Em để ý nhá. Mình sẽ bật đèn một chút lên cho nó sáng. Rồi, ok. Đây điều khiển này nha anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ di chuyển giữa những cái ứng dụng này rất là dễ dàng. Một là chúng ta sẽ sử dụng những cái phím như này. Hai là chúng ta sẽ sử dụng chuột này. Khi chuyển chế độ chuột thì nó sẽ có một con chuột hiện lên trên màn hình. Anh em để ý đây. Đó, chuột này. Đó, ok. Mình sẽ để chế độ kia cho dễ di chuyển nhé. Đó. F. Đây là vào tất cả các ứng dụng của bộ Android Box này. Cái bộ TV Box này thì nó, đây là một cái bộ cấu hình 2GB RAM và 16 ROM. Thì đây là một cấu hình rất bình thường, tầm trung, nhưng mà bộ này hoạt động rất là tốt, ổn định. Phần setting này, mình sẽ vào luôn cho anh em thấy. Đây sẽ có phần setting wifi này, âm thanh này,
Mình sẽ cài đặt ngôn ngữ luôn nhá. Chúng ta sẽ vào cái phần, đây là bộ nhớ này, mình sẽ vào bộ nhớ trước cho anh em xem. Đây, làm 2GB nhá. Đấy, nó thì thấy tất cả thông số đều được ghi chuẩn. Bảo vệ này, tài khoản này, Google này, language này. Thì mình sẽ cài chọn tiếng Việt. Chúng ta chọn vào cái dấu Việt Nam này. Cái điều khiển này nó rất là dễ sử dụng, nó giống như là một bộ cái điều khiển của Smart TV vậy các bạn nhé. Chúng ta có thể sử dụng chuẩn này, mình sẽ sử dụng một cái chuẩn ở đây này. Chúng ta có thể sử dụng ngay cái phần cài đặt này ở ngoài màn hình chính cũng được anh em nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái TV Box này thôi, bởi vì nó giống như một chiếc điện thoại. Giống như một chiếc điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng rất là đơn giản thôi. Okay. Chúng ta back về. Ở đây sẽ có một cái phần đó là Wi-Fi. Anh em để ý ở phía góc phải trên này nhé. Sẽ có một phần Wi-Fi ở đây. Đó. Đây là kết nối mạng Internet này. Ta có thể kết nối các cái mạng hoặc là mạng dây đều được. Cái mạng Ethernet. Ở đây mình sẽ sử dụng cái mạng. Okay. Kết nối vào thử cái ứng dụng mạng cho anh xem nhé. Kết nối wifi rồi. Ngoài ra chúng ta thể cắm mạng dây trực tiếp vào cũng được, không sao cả. Đây một số cái ứng dụng cài sẵn như YouTube. Đó, mình sẽ mở lên nhé. Đó. Âm lượng tăng. Đây là mình vào YouTube nha. Đây xong mình sẽ vào Internet. Vào Chrome này. Đó. Rất đơn giản. Đây chúng ta vào mạng, chúng ta sẽ vào cái ứng dụng mạng như thế nhá. Okay. Nó có một cái chức năng rất là hay, nó là chức năng chiếu được màn hình điện thoại lên màn hình TV. Nếu các bạn thông qua cái app Dropbox này nhá, chúng ta sẽ vào app và phần chọn phần eSIM ở đây. Ở ngay đầu ấy thôi. Đó. Trên điện thoại chúng ta kết nối cùng với lại Wi-Fi của thiết bị kết nối. Khi mà hai sử dụng Android Box và điện thoại sử dụng cùng một Wi-Fi ấy, thì chúng ta có thể trình chiếu được cái màn hình của điện thoại lên nhé. Mình sẽ thử cho các bạn luôn. Đây, start now này. Chọn này. Sau đó trên điện thoại chúng ta chọn Smart View. Mình đây mình sẽ sử dụng cái điện thoại Samsung này thì mình sẽ sử dụng Smart View ở đây. Đó, nó sẽ hiện tên lên. Chúng ta phải bật ở trên Android Box trước nha các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn Accept, tức là đồng ý, chấp nhận. Chờ đợi trong giây lát thì nó sẽ kết nối giữa điện thoại và màn hình của các bạn, tức là kết nối với Android Box đó. Rồi ok. Đây mình đã hiện lên rồi. Đó, rất là rõ. Trên điện thoại như thế nào, trên TV nó đều như thế. Ok, chúng ta thử vậy. Đây là Google Store này. Đó, trên nền tảng của cái TV Box này, TV X3 Mini này,
thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái chức năng như là chúng ta sử dụng trên điện thoại Android. Vì vậy là những bạn mà sử dụng những cái điện thoại quen rồi thì chúng ta đều có thể sử dụng được cái T-Box này một cách rất là dễ dàng để điều khiển. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng chuột và bàn phím để cắm trực tiếp vào. Đây là một cái TV Box cái giá thành rất là tốt và cái độ bền cao, sử dụng chức năng cơ bản RAM 2 và bộ nhớ là 16, xem rất là mượt mà ở những cái phạm vi ứng dụng nó thấp, không cài nhiều quá ứng dụng. Ok, cảm ơn anh em đã đón xem video nhé. Nhớ subscribe kênh của Thế Giới Công Nghệ Hoji để tiếp tục đón những cái video tiếp theo về những cái sản phẩm mà bên mình sẽ giới thiệu đến mọi người. Xin cảm ơn.